Cô bay ơi sao cô bay ở mãi, ấy bay chẳng
nhàn lại vô sự. Bất thung dung thì giác đông sông nhật gì hồng. Vạn vật tĩnh quan giai tự đắc. Sông vị thủy chứ nay con cái ơi kinh nhị nó bùng nhẹ
sâu uy. Chiều tà lỡ chuyến xa ngang, câu thơ đáng giá nghìn vàng cũng nên. Kìa, nàng để ý nhìn xem, ông trai đầu bạc ghé thuyền ái ân. Tóc cụ bạc như cước, da cụ đỏ như bồ quân. Hôm nay mới thực, cõi trần gặp tiên. Tưởng đâu lạc chốn đào nguyên, linh hương kỳ ngộ thiên. Oh.
bay cả ơi ghé mà bên bờ kia là thuyền thuyền ai đây ai thời đã ghé bên bờ chữ đón người tài tử Châu Long nàng ơi, tạm biệt nàng ta có vật này trao tặng. Đây là tấm gương tư mã của từ thân, để ngày ngày nàng vẫn tóc soi gương, tưởng như ta vẫn soi chung với nàng. Thiếp xin giữ lòng thiếp, như tấm gương này sáng mãi không mờ chút bụi. Em ơi, chấp kinh em phải biết tầm. Anh
thì bà khéo này anh thương. Các cô đào ly có một
chàng về. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xếp nét thời em để trong nhà hai. Thank you.
dài màn vườn trăng đương tỏ, hoa đường xương tươi nở, phong cảnh thực hữu tình, muốn cùng nàng thâu canh nhấp chén rượu ân tình cho đời. Bóng quê dài ơi thèm mãi tranh rượu nghi đào chữ tay anh đã ơi giọt ý chén này mời ơi chén đào tình đường thắm mi
dày thời anh nghĩ trong người mày anh lại đợi dày đợi tháng nghĩ nhớ năm thời là mây răng bằng mình.
sự tình ai thâu một nhịp thì có